Tiền có bảo vé phạt tao kẹt trong đấy đấy. Mai đi lấy cái xe sớm, còn có cái ở bán hàng. Rồi, biết rồi. Mà dạo này mày còn nói nhiều hơn cả bố tao. Mà sau lần mất 400.000 này, tao rút ra được kinh nghiệm. Đấy là không bán hàng rong ở mấy mặt phố lớn. Không bán ở phố thì mày định bán ở đâu? Thì tu ở đâu tao bán ở đấy. Con tu đấy học ở trường ấy, mày giỏi thì ra đấy mà bán. Cao kiến, thông minh. Là sao? Chả sao. Mày điên rồi. Mày có cần cho cả trường biết tên tao là Pu không? Có. Tên mày ok mà. Cả trường biết thì làm sao đâu. À, đây là tao bảo. Đấy. Ê, chào Pu nhá. Giới thiệu với mày, bọn tao quyết định sẽ khởi nghiệp ở đây. Ừ. Chính xác. Cái gì? À, à. Làm miếng chúc chích chống đói đã. Lần này không cháy đâu. 15.000 thôi. Ờ, đây 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 đây, vào đây, vào đây, vào đây. Trái ơi, trái, trái là đã. Đây 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 mở hàng cho hai cái xúc xích nào. Được luôn. Hôm nay mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 2 của Pu, 4 cái tổng cộng là 30.000. Việc nhà mày đây à? Ai cho mày lấy tiền vợ tao? Mở hàng mà không lấy tiền là bán hàng không đắt hàng đâu. Đúng rồi. Không cho. Không cho thì không lấy xúc xích nữa. Cho. Thế gì? Tao bảo phụ cho. À, đây. Yêu hộ. Đây, bỏ bọn này vào đây. Cho thêm một chút vào xong rồi lắc lên nhé. Xiên ở đây. Thế là giao tiếp đi. Ai xúc xích đường đá đi. Ai xúc xích đường đá nào. Thế hôm nay không mắng nữa. Đúng bán đúng chỗ thì ai thèm mắng. Hôm nay tôi cứ bán ở đây có gì cô ra đỡ nhá. Nếu tao không vội đi làm. Ngủ đi.